32. Các vấn đáp. Hỏi: Con rất muốn đạt được sự trầm tĩnh. Con muốn thiền và làm cho tâm được thanh tịnh. Có đây rồi. Con muốn có được thứ gì đó. Nếu con thực sự muốn được trầm tĩnh, thì con phải xem xét điều gì đã làm cho tâm con không được thanh tịnh. Phật dạy rằng, mọi thứ xảy ra từ những nguyên nhân, nhưng chúng ta lại mong sung rụng ngay vào miệng chúng ta. Giống như muốn ăn dưa hấu, nhưng không bao giờ trồng dưa hấu, thì dưa hấu sẽ đến từ đâu chứ? Con từng có được một trái dưa hấu và nghĩ, ôi ngọt quá, ngon quá, và muốn nhiều hơn. Ồ, làm sao để mình có nhiều dưa hấu hơn? Nhưng nó không đến từ việc chỉ đơn thuần suy nghĩ về nó thôi. Chúng ta phải suy nghĩ thấu đáo về nó để có được bức tranh tổng quát. Được sinh ra trong thế giới này, tại sao chúng ta có những nỗi đau, khó khăn và gánh nặng? Chúng ta khổ đau hết lần này đến lần khác vì cùng những điều xưa cũ, vì kiến thức của chúng ta không được thấu suốt. Vấn đề là gì? Chúng ta đang sống và tạo ra những rắc rối cho chính mình, nhưng chúng ta không hiểu được khó khăn thực sự nằm ở đâu. Sống tại nhà, chúng ta cảm thấy mình có những khó khăn với người bạn đời, những đứa con, mọi thứ. Chúng ta nói chuyện về nó, nhưng không thực sự hiểu nó, nên nó thực sự là khó khăn. Đấu tranh để đưa tâm đến Samadhi cũng vậy. Chúng ta không thể hiểu được tại sao chúng ta không nhận ra Samadhi. Chúng ta cần phải hiểu chân lý của nhân và quả và đặt chúng ta vào trong điều kiện này. Mọi thứ sinh ra từ những nguyên nhân, nhưng chúng ta không hiểu được. Giống như một chai nước đầy, rồi uống hết và mong có nhiều nước hơn, sẽ không có nước xuất hiện ở trong chai nữa. Nhưng nếu lấy từ một vòi nước, thì chúng ta có thể uống mãi, vì dòng nước trong vòi luôn cung cấp nước. Dòng chảy đó tựa như thấy được vô thường, khổ đau và vô ngã một cách sâu sắc, hiểu được nó thấu suốt. Những kiến thức thông thường hời hợt không thể hiểu thấu suốt được. Nhưng với những hiểu biết xuyên suốt, chúng ta nhận ra chiều sâu đầy đủ và mùi vị của cả ba tính chất. Và rồi khi có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì chúng ta cũng thấy được chân lý của nó. Khi nó được kết thúc, chúng ta thấy được chân lý của việc đó. Tâm luôn nhận thức được thực tại. Và với quan điểm này, chúng ta sẽ đi đến một nơi thanh bình, nơi không có khổ đau hay khó khăn phải gánh chịu nữa. Vấn đề nắm giữ những sự vật và gán lên chúng những ý nghĩa sẽ giảm từ từ. Chúng ta nhìn thấy những sự vật xảy ra và nhìn thấy chúng qua đi, lại xuất hiện và lại qua đi. Nhìn vào tha ma này thường xuyên, suy ngẫm về nó thật nhiều, phát triển giác ngộ này rất nhiều, kết quả sẽ là sự thờ ơ và lãnh đạm. Bạn sẽ không còn gắn kết với mọi điều tuyệt đối nữa. Những gì liên hệ đến tai, mắt, mũi và lưỡi, những gì được sinh ra trong tâm, chúng ta sẽ suy tư thật rõ ràng. Chúng cũng như nhau thôi. Thấy được tất cả những tha ma, hiện tượng này là bản chất của vô thường, đau khổ và vô ngã. Chúng ta không nên nắm giữ chúng dù thật nhẹ, thì thái độ lãnh đạm được sinh ra. Khi mắt nhìn thấy những dạng hình hay tai nghe thấy những âm thanh, chúng ta biết được bản chất của chúng. Khi nội tâm vui hay buồn, có phản ứng của thỏa mãn hay ác cảm, chúng ta đều hiểu được tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta gắn kết với những thứ này, chúng sẽ dính chặt vào ta và ngay lập tức dẫn chúng ta đến lưu chuyển. Nếu chúng ta từ bỏ chúng sẽ đi theo đường của mình. Hãy từ bỏ những cảnh tượng và chúng sẽ đi theo đường của cảnh tượng. Hãy từ bỏ những âm thanh và chúng sẽ đi theo đường của âm thanh. Khi nào cần, chúng ta có thể sử dụng chúng. Từ bỏ mọi thứ theo bản chất của chúng.
Nếu chúng ta nhận thức theo cách này, chúng ta sẽ thấy thực tại của vô thường. Tất cả những hiện tượng xuất hiện là ảo tưởng, không có ngoại lệ. Tất cả chúng đều là dối lừa. Nhưng khi nhận ra chúng đều giả dối, chúng ta sẽ thật sự thoải mái, giác ngộ và hiểu được rõ ràng, có được sự thông tuệ. Chúng ta không nhìn thấy điều gì ngoài thực tại rằng hiện tượng xuất hiện và biến mất là bản chất của chúng. Dù ngay khi chúng ta không làm điều gì cụ thể, dù chúng ta đang nghĩ gì, chúng ta sẽ nhận ra những suy nghĩ đều giống như vậy và sẽ không bị nhốt trong chúng. Nếu tâm được thanh tịnh, chúng ta nghĩ, thanh tịnh có gì ghê gớm đâu. Thanh tịnh là vô thường. Đó chỉ là hiện tượng vô thường và không gì khác. Dù chúng ta ngồi ở đâu, tha ma của ở đó và thông tuệ xuất hiện, điều gì đã khiến chúng ta đau khổ? Chúng ta đau khổ vì những điều không thực sự có được, vì nghĩ về những thứ không đáng nghĩ. Chúng ta đều có mọi loại dục vọng và mong muốn mọi thứ theo một cách nhất định. Muốn được là thứ gì đó. Ví dụ như bạn muốn là một A-ra-hán, một người đã giác ngộ cao độ, mang đến những khổ đau cho mình. Phật dạy chúng ta đừng mong muốn gì hết, vì Ngài đã nhận ra rằng tất cả những mong muốn có được hay trở thành gì đó đều là khổ đau. Con muốn hỏi về một cách thể thiền phù hợp với tính khí của con. Đôi khi con luyện đi, luyện lại Putho trong một thời gian dài, nhưng tâm không ổn định. Con thử thiền về những phần của cơ thể. Rồi con cố gợi nhớ đến cái chết, nhưng con vẫn không được thanh tịnh. Con đã hết cách rồi. Buông tay đi. Khi con đã hết cách, thì hãy từ bỏ. Đôi khi con có được chút thanh tịnh, nhưng ký ức bắt đầu đến, rất nhiều ký ức, và con lại bị phân tán và quấy nhiễu. Đây này con, vô thường, vô thường. Tất cả chúng đều là vô thường. Chỉ cần hướng dẫn tâm con không ổn định, không chắc chắn, toàn bộ tất cả những hiện tượng thần kinh đều là không chắc chắn. Đừng quên quan điểm này. Nếu tâm con bị phân tán, đó là không chắc chắn. Nếu tâm con thanh tịnh thì cũng vậy, không chắc chắn. Đừng nắm giữ trạng thái nào cả, và đừng xem bất cứ điều kiện này là thật. Và đừng xem bất cứ điều kiện nào là thật. Nhận thức là vô thường. Cô từng nghe về điều này chưa? Cô đã nghiên cứu điều này chưa? Con sẽ làm gì với điều này? Thanh tịnh không vĩnh cửu, lo lắng không vĩnh cửu, nên con sẽ tu tập như thế nào? Con sẽ nhìn những sự vật này với quan điểm như thế nào? Nếu con có hiểu biết đúng đắn, con sẽ nhận ra những điều kiện của thanh tịnh và phân tán đều không chắc chắn như nhau. Rồi con sẽ có loại cảm giác nào? Hãy cứ nhìn ở đây. Nếu tâm của con trở nên yên bình, thì nó sẽ kéo dài được bao nhiêu ngày? Nếu nó bị quấy nhiễu, thì nó sẽ kéo dài được mấy ngày? Chỉ cần nói không chắc chắn. Rồi những thứ đó có ở lại mãi không? Hãy đưa chúng thoát ra theo cách này. Con niệm bút thô và không được thanh tịnh. Con thiền về hơi thở và không bình yên. Tại sao con lại gắn kết với ý tưởng thanh tịnh đến như vậy? Hãy đọc to bút thô và nhận ra sự không chắc chắn. Hành thiền về hơi thở và nhận ra sự không chắc chắn. Đừng quá lo lắng về những trạng thái của tâm, dù cho nó yên bình hay dậy sóng. Chúng chỉ đến đánh lừa con vì gắn kết chặt chẽ này. Chúng ta phải thông minh hơn chúng một chút. Dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta đều biết nó không chắc chắn. Rồi mọi chuyện sẽ lắng xuống. Hãy thử đi. Dù có chuyện gì xảy đến, hãy tiếp tục phản kháng chúng không chắc chắn. Thường thì chúng ta không phản đối hay suy nghĩ thấu suốt về đó, mà chạy trốn ngay khi gặp chuyện.
Nếu có người muốn thực hành Samadhi thật nhiều, thì tôi tán dương. Những bài giảng kinh nói về giải thoát thông qua tập trung và giải thoát thông qua thông tuệ. Giải thoát nghĩa là tự do bước khỏi dưới động tác của những dục vọng và vô minh. Có hai loại. Với giải thoát thông qua tập trung, người đó sẽ phát triển sức mạnh của tâm thức thông qua Samadhi để thông tuệ xuất hiện. Một số cây sẽ mọc tốt nếu bạn cung cấp cho chúng nhiều nước. Nhưng một số cây lại cần rất ít nước. Giống như những cây thông, đừng tưới cho chúng quá nhiều nước, nếu không chúng sẽ vì bạn mà bị úng chết. Một số cây sống và nở hoa với rất ít nước. Nghe có vẻ lạ vì chúng sống như vậy. Hành thiền cũng tương tự như vậy. Trong giải thoát thông qua tập trung, bạn tu thiền rất nghiêm khắc và bạn phát triển rất nhiều Samadhi. Đó là một cách tiếp cận, giống như cây cần nhiều nước để phát triển. Và có những cây không nên tưới quá nhiều nước. Nên họ nói về giải thoát thông qua tập trung và giải thoát thông qua sự thông tuệ để đạt được tự do. Để có được tự do, dĩ nhiên người đó phải lệ thuộc vào thông tuệ và động lực của tâm. Hai cách này thực sự không khác nhau nhiều. Nhưng tại sao lại phân chia như vậy? Nó giống như một cách thức nói chuyện. Nếu bạn xem chuyện này quá nghiêm trọng và cố gắng tách bạch nó ra, chỉ khiến bạn lúng túng mà thôi. Cho nên mỗi loại đều có chút nhấn mạnh vào khía cạnh này hay khía cạnh khác. Nói chúng như nhau thì không đúng. Tương tự như nói về vĩnh cửu. Những bài giảng kinh nói đến tức giận vĩnh cửu, ảo tưởng vĩnh cửu và Phật vĩnh cửu. Chúng được dùng để chỉ những xu hướng mạnh mẽ hơn những xu hướng khác. Chúng chỉ là những khái niệm, thứ chúng ta dùng để phân biệt. Nhưng xin đừng quên quan điểm mà chúng ta đã học được, và bất kể loại tu tập nào chúng ta thực hiện đều là để giải thoát bản thân thông qua nhận diện bản chất vô thường, khổ đau và vô ngã của tất cả các hiện tượng. Làm sao chúng ta có thể thống nhất tu tập trung với suy niệm, ví dụ như suy ngẫm về cuộc sống vô thường? Trước khi bắt đầu, chúng ta nên ngồi xuống và để tâm được thoải mái, tương tự như khi chúng ta đang may vá. Khi học cách sử dụng máy may, đầu tiên chúng ta chỉ cần ngồi vào trước máy để làm quen và cảm thấy thoải mái. Nếu chúng ta thiền định về hơi thở, đầu tiên chúng ta chỉ ngồi và thở, không có nhận thức cố định về điều gì hết. Chúng ta chỉ để ý rằng mình đang thở. Chúng ta chỉ để ý xem hơi thở có được thư thái hay không, và nó dài hay ngắn ra sao. Khi thấy được những điều này, chúng ta bắt đầu tập trung đến việc thở ra và hít vào tại ba thời điểm. Chúng ta tập trung chú ý vào hơi thở khi nó đi qua mũi, ngực và bụng. Khi không khí đi vào, đầu tiên nó đi qua mũi, rồi đi qua lồng ngực, và điểm đến cuối cùng là bụng. Khi hơi thở đi ra, đầu tiên là bụng, giữa là lồng ngực và cuối cùng là mũi. Chúng ta chỉ cần để ý điều này. Đó là cách bắt đầu kiểm soát tâm trí, gắn kết nhận thức vào ba điểm đầu tiên, giữa và cuối cùng của quá trình hít vào và thở ra. Chúng ta cứ thực hành như vậy cho đến khi hơi thở ra vào đều đặn. Rồi bước tiếp theo là chỉ tập trung nhận thức vào cảm giác của hơi thở tại đầu mũi và môi trên. Tại điểm này chúng ta không quan tâm đến hơi thở dài hay ngắn, mà chỉ quan tâm đến cảm giác vào và ra. Có những hiện tượng khác nhau liên hệ đến các giác quan, hay những suy nghĩ xuất hiện, đó được gọi là tâm. Suy nghĩ ban đầu, Vitaka, nó mang đến vài ý tưởng về bản chất của những hiện tượng có điều kiện, Sankhara, về thế giới hay bất kỳ thứ gì. Một khi nó xuất hiện, tâm sẽ muốn tìm đến và hợp vào với nó. Nếu đó là một khách thể tốt đẹp, thì hãy để tâm của bạn nhận lấy nó.
Nếu nó là thứ không tốt, hãy dừng lại ngay lập tức. Nếu đó là điều tốt, hãy để tâm suy ngẫm về nó. Niềm vui và thỏa mãn sẽ xuất hiện. Tâm sẽ sáng và rõ như hơi thở đi vào đi ra. Những suy nghĩ ban đầu xuất hiện và tâm sẽ nhận lấy chúng, rồi nó trở thành tứ, suy nghĩ lan man, vikara. Tâm phát triển tính thân thuộc với khách thể, ảnh hưởng lên nó và nhập hòa vào nó. Bạn đang ngồi và đột nhiên ý nghĩ về một người nhảy vào đầu bạn, đó là vitaka, suy nghĩ ban đầu. Rồi bạn nhận lấy ý nghĩ về người đó và bắt đầu suy nghĩ về họ cụ thể hơn, đó là vikara. Ví dụ, chúng ta đoán lấy ý tưởng về cái chết rồi bắt đầu xem xét nó. Mình sẽ chết, những người khác cũng chết, mọi sinh vật đều phải chết. Và khi chết rồi, họ sẽ đi đâu? Ngưng, ngưng ngay lập tức. Hãy đưa ý nghĩ quay về. Nếu nó đang chạy ra xa, thì hãy dừng lại và quay về với niềm hơi thở. Cứ như vậy cho đến khi tâm sáng và rõ ràng. Rồi khi bạn tiếp tục, sẽ có những suy nghĩ ban đầu và lan man hết lần này đến lần khác. Nếu bạn đang suy tư đúng cách về một khách thể, ví dụ như tính vô thường của chúng ta, thì tâm sẽ trải nghiệm sự thanh tịnh sâu sắc hơn và niềm vui được sinh ra. Có những suy nghĩ ban đầu và lan man, và điều đó dẫn tâm đến cảm xúc vui vẻ và thích thú. Nếu bạn thực hành vikara với một khách thể thích hợp, bạn có thể trải nghiệm những chiếc lông trên cơ thể bạn dựng đứng lên, nước từ khóe mắt tuôn rơi lả chả, một trạng thái cực kỳ vui sướng. Rất nhiều thứ khác nhau xuất hiện khi niềm vui đến. Niềm vui này bắt đầu giảm dần và biến mất sau một thời gian. Bạn có thể đoán lấy những suy nghĩ ban đầu lần nữa. Tâm sẽ trở nên vững chắc và không bị phân tán. Rồi bạn tiếp tục với những suy nghĩ lan man lần nữa. Tâm sẽ vượt qua nó. Khi bạn tu thiền một cách thể thích hợp với tinh khí của mình và làm tốt, thì bất cứ khi nào bạn nghĩ đến cách thể đó, tâm sẽ vui mừng và thỏa mãn. Đi tới, đi lui giữa suy nghĩ ban đầu và suy nghĩ lan man, hết lần này đến lần khác, niềm vui sẽ đến, rồi sẽ là niềm hạnh phúc. Điều này xảy ra khi ta thiền ngồi. Sau khi ngồi một lúc, bạn có thể đứng lên và tu thiền đi. Tâm có thể vẫn như vậy khi bạn đi. Sẽ không có bất cứ trở ngại nào của dục vọng, giận dữ, thoải mái hay lo âu, lười biếng hay nhiệt huyết hay những nghi ngờ, và tâm sẽ được sáng trong. Điều này có thể xảy ra với bất cứ loại suy nghĩ nào hay chỉ xảy ra trong trạng thái thanh tịnh? Nó xảy ra khi tâm thanh tịnh. Nó không phải là sự phát triển thần kinh thông thường. Bạn ngồi thiền với tâm tĩnh lặng, và khi đó những suy nghĩ ban đầu đến. Ví dụ, tôi nghĩ về người anh đã qua đời. Đó là khi tâm thanh tĩnh. Thanh tĩnh không phải là thứ gì chắc chắn, nhưng trong giây phút đó tâm thanh tĩnh. Sau khi suy nghĩ ban đầu đến, tôi bước vào những suy nghĩ lan man. Nếu tôi suy nghĩ theo đúng cách và có ích, thì sẽ dẫn tâm đến thoải mái và vui vẻ, và rồi có niềm hào hứng với những trải nghiệm hiện hữu của nó. Niềm vui này đến từ suy nghĩ ban đầu và lan man, và xảy ra trong trạng thái trầm tĩnh. Chúng ta không phải gắn lên chúng những cái tên, ví dụ như chana đầu tiên, thiền thẩm thấu, chana thứ hai. Chúng ta gọi nó là thanh tịnh. Nhân tố tiếp theo là niềm vui sướng. Cuối cùng, chúng ta bỏ đi những suy nghĩ ban đầu và lan man khi thanh tịnh ngày càng sâu sắc hơn. Trạng thái của tâm trở nên tinh tế và di diệu hơn. Vitaka và Vikara tương đối thô sơ, rồi chúng sẽ biến mất. Vẫn còn lại những niềm vui, đi kèm với niềm vui sướng và tâm tập trung. Và khi nó đạt đến đỉnh cao nhất, thì không còn gì hết. Niềm vui và hạnh phúc lạc dần và tâm trống rỗng, đó là tập trung thẩm thấu. Chúng ta không cần luôn suy nghĩ hay tu tập về bất cứ trải nghiệm nào trong đây.
Chúng tiến triển tự nhiên từ trải nghiệm này đến trải nghiệm khác, có nghĩa là tâm đang ngày càng thanh tịnh và những khách thể của nó đang giảm xuống nhanh chóng cho đến khi không còn gì ngoài tập trung và thanh tịnh. Khi tâm thanh tịnh và tập trung, điều này có thể xảy ra. Nhờ vào sức mạnh của tâm, ta mới có được sự thanh tịnh. Những trở ngại của dục vọng, niềm tin, nghi ngờ, ngốc nghếch và lo âu không ngừng nghỉ sẽ không tồn tại. Dù chúng vẫn có thể tồn tại không rõ nét trong tâm của người thiền, nhưng chúng sẽ không xuất hiện vào lúc này. Nguyên tắc quan trọng trong thiền là không được hoài nghi bất cứ điều gì xảy ra. Hoài nghi chỉ tăng thêm tính phức tạp. Nếu tâm sáng trong và thức tỉnh thì đừng hoài nghi điều đó. Đó là một điều kiện của tâm. Nếu tâm đen tối và ngờ nghệch cũng đừng hoài nghi điều đó. Chỉ cần tiếp tục rèn luyện siêng năng và không bị kẹt trong những phản ứng trước những trạng thái này. Hãy chú ý và nhận thức được chúng. Đừng mang những nỗi hoài nghi về chúng. Chúng chính là bản chất của chúng. Khi bạn thực hành, những trạng thái này là những điều bạn gặp phải khi tiến hành quá trình. Để ý, nhận thức rồi từ bỏ chúng. Dù tâm đen tối hay sáng rõ, thì cũng đừng luôn suy nghĩ về những điều kiện này. Hãy cứ đi hay ngồi thiền và luôn để ý những chuyện đang xảy ra, nhưng không quá gắn kết hay bị chúng chi phối. Đừng làm cho mình đau khổ vì những điều kiện của tâm. Đôi khi tâm rất vui tươi, đôi khi tâm rất buồn bã. Có hạnh phúc hay khổ đau, cả những chướng ngại vật, thay vì hoài nghi, hãy hiểu rằng chúng đơn thuần là những điều kiện vô thường của tâm. Và dù có việc gì xảy ra, vì những nguyên nhân rồi sẽ chín rụng. Và lúc này, điều kiện này đang chi phối. Đó là những gì bạn nên nhận ra. Chúng ta có nên nhắm mắt lại để khép lại môi trường bên ngoài hay giải quyết mọi việc với đôi mắt mở to? Khi chúng ta mới tu hành, điều quan trọng là không để quá nhiều thứ đi vào giác quan, nên tốt hơn là nhắm mắt lại. Không thấy những khách thể có thể làm phân tâm và tác động đến mình. Chúng ta xây dựng sức mạnh của tâm. Khi tâm mạnh mẽ thì chúng ta có thể mở mắt, và dù có nhìn thấy điều gì cũng không thể làm chúng ta phân tâm được. Nhắm hay mở mắt không còn quan trọng nữa. Khi bạn nghỉ ngơi, bạn thường nhắm mắt lại. Tọa thiền với hai mắt nhắm nghiền là cung cách tu hành dành cho những người tu thiền. Chúng ta tìm thấy niềm vui và thư thái trong đó. Nhưng khi không thể nhắm mắt, liệu chúng ta có thể giải quyết những chuyện đó? Chúng ta ngồi nhắm mắt và được lợi từ đó. Khi mở mắt, chúng ta có thể xử lý được bất cứ chuyện gì chúng ta gặp phải. Những chuyện đó không vượt ra ngoài khả năng chúng ta. Chúng ta sẽ không bị mất mát gì hết. Nhưng về cơ bản, chúng ta chỉ đang xoay sở mọi chuyện. Chỉ khi quay trở về với việc tọa thiền, chúng ta mới thực sự phát triển sự minh tuệ. Đó là cách chúng ta phát triển việc tu hành. Khi đạt đến cảnh giới giác ngộ, dù chúng ta nhắm hay mở mắt cũng như nhau, tâm sẽ không thay đổi hay chệch hướng. Và mọi lúc trong ngày, sáng, trưa hay tối, trạng thái của tâm sẽ vẫn như vậy. Không có gì có thể làm dao động tâm của chúng ta. Khi hạnh phúc xuất hiện, chúng ta nhận ra nó không chắc chắn và nó sẽ qua đi. Bất hạnh xuất hiện và chúng ta nhận ra nó không chắc chắn, chỉ vậy thôi. Trong khi thiền, chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện của mọi loại hoạt động tinh thần và những phiền não. Cái nhìn đúng đắn là sẵn sàng từ bỏ mọi thứ, dù vui hay buồn. Dù hạnh phúc là điều chúng ta khao khát và đau khổ là điều chúng ta không mong muốn, chúng ta vẫn nhận ra nó có giá trị như nhau. Đó là những gì mà chúng ta sẽ trải nghiệm. Hạnh phúc là điều được mọi người trên thế giới này mong muốn. Đau khổ thì không ai muốn hết. Niết bàn là thứ nằm bên ngoài chuyện mong muốn hay không mong muốn. Không có mong ước nào liên quan đến niết bàn. Muốn có hạnh phúc, muốn thoát khỏi khổ ải, muốn vượt ra ngoài hạnh phúc và khổ đau, không có gì trong những thứ này hết. Đó là thanh tịnh.